Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy mài gio của thương hiệu Bosch ha, với mã sản phẩm GGS28LC ha. Đây, như các bạn thấy thì đây là một vật hộp, thì mình có để sẵn cái bên ngoài hết cái phụ kiện như là máy để bên ngoài, để tốn thời gian các bạn đi xem video hơn ha. Rồi, đầu tiên đi kèm phụ kiện như là hai cái cờ lê ha, 19 và 13 ha, để tặng kèm đi từ máy ha. Rồi, tiếp tục là phiếu bảo hành và catalog hướng dẫn sử dụng ha của Bosch, phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của Bosch ha. Với dây nguồn như các bạn thấy thì khá rất là dài ha, dài khoảng 4-5 mét luôn các bạn ha, rất là dài. Và hai cháu sử dụng thằng nguồn 2.2 ha. Rồi, tiếp tục tới phần máy thì như các bạn thấy thì đây là cái bộ phần vỏ ha, được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp tới từ Bosch, với tem chống hình vẽ 7 màu ha, chống hình vẽ. Rồi, công tắc trượt thì bên hông ha. Tay cầm phụ thì được ốp bằng cao su ha, để chúng ta mài gio một cách hiệu quả hơn ha, không bị sợ trên trượt tay. Rồi, bên cạnh đó là phần tem đây Bosch. Phía dưới thì phía bên hông thì nó có phần tem biến thông số kỹ thuật đây ha các bạn ha. Sử dụng công suất con này sử dụng công suất lên tới 650W ha. Đây, sản xuất tại Germany ha các bạn ha, 650W. Và cái vòng tua của nó lên tới 3000 vòng trên phút ha, 3000 vòng trên phút. Nó sẽ điện 220 với công suất là 650. Và gắn được đầu 6 ly ha, 6 ly. Rồi, rất là chất lượng ha các bạn ha. Đó. Phần đầu đây thì được làm bằng hộp kim nhôm này các bạn. Hộp kim nhôm nên nó rất là chắc chắn và chịu lực rất tốt và chịu nhiệt cũng tốt ha. Đó. Đây là lỗ hơi đây các bạn ha. Đó. Con này thì không có điều tốc đâu nha các bạn. Con này không có điều tốc. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy mài gio của thương hiệu Bosch với mã sản phẩm là GGS28LC. Nếu các bạn có thắc mắc cần tư vấn thêm về những cái dòng mài gio khác thì hãy liên hệ với số điện thoại gặp mình trên website dưới phần video ha. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm khách hàng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.